Ông đã thả giận, rồi trả ghe thuyền bị bắt giữ trước khi trực nợ mình. Kiểu ông làm việc này có sớm quá không? Nếu tướng trực không thực hiện lời hứa thì sao? Tôi đã từng biết trực rất nhiều năm. Đó là con người luôn trọng danh dự và chữ tín. Ông ta sẽ không thất hứa đâu. Tôi đặt một giả thuyết. Nếu do một áp lực nào đó cản trở không cho tướng trực thực hiện lời hứa chịu nợ mình, thì chúng ta sẽ hành động ra sao để đối phó với tình huống đó? Thì chúng ta đành phải thực hiện những việc chúng ta đã từng làm. Người ta không thể chiến đấu với một đạo quân ốm đói, không có nhân dân làm hậu thuẫn. Thiếu ta thừa biết điều đó chứ. Tôi mong chúng ta sớm kết thúc chiến cuộc ở hòn đảo buồn tẻ này. Tôi sắp mãn hạn phục vụ quân đội ở đây. Nếu làm được một cái gì đó có ý nghĩa, như dẹp được bọn phiến loạn ở đảo này, thì sẽ là một món quà kỷ niệm khi tôi trở lại nước Pháp. Tôi tin thiếu tá sẽ được toại nguyện. Các anh em, tôi sắp nói với các anh em một điều mà tôi biết các anh em rất đau lòng. Nhưng mong các anh em hiểu cho, tôi còn đau lòng hơn các anh em nhiều lắm. Vợ tôi, con tôi chết là một nỗi đau lớn của tôi. Nhưng cũng chưa bằng nỗi đau này. Các anh em, chắc các anh em đều biết, sau khi tái chiếm Rạch Giá, bọn giặc Tây Dương đã treo giải thưởng 5.000 quan tiền cho ai bắt hoặc giết được Nguyễn Trung Trực. Rồi khi ra đảo Phú Quốc này, lũ giặc cũng truyền rao giải thưởng như vậy
Tôi rất cảm ơn bà con dân chúng ở Rạch Giá và Phú Quốc đã yêu thương và bảo vệ cho tôi. Không ai nỡ tham tiền mà làm cái việc ô nhục đó. Tôi cũng rất cảm ơn anh em đã cùng tôi chiến đấu sanh tử với giặc. Dù chịu đựng nhiều gian khổ hiểm nguy, cũng không ai vì danh lợi của giặc mua chuộc mà phản bội hại tôi. Tình nghĩa đó tôi xin mang theo cho đến tận suối vàng. Các anh em biết rồi đó, không bắt và giết được tôi, lũ giặc Tây Dương đã bắt má tôi đem về giam ở Rạch Giá rồi rêu rao rằng nếu tôi ra hàng thì sẽ thả cho má con tôi sum họp. Nhưng đó là lời của giặc. Còn từ khi chúng ta ra đây thì bọn giặc đã thi hành mưu kế ác độc là bắt giam dân chúng lại một chỗ, tra tấn đánh đập dã man những ai có liên hệ, tiếp tế cho nghĩa quân. Mỗi ngày chúng đem ra xử 5 người dân của chúng ta, mà tất cả anh em ta đây đều bất lực. Cả ghe thuyền ra buôn bán với đảo cũng bị chúng bắt giữ để triệt đường tiếp tế. Chúng còn nói rằng chỉ cần bắt được Nguyễn Trung Trực thì chúng sẽ thả đồng bào bị tập trung về làm ăn sinh sống bình thường. Các anh em, như vậy chỉ vì một mình Nguyễn Trung Trực này mà làm cho nhiều người dân trên đảo phải đau khổ chết chóc. Anh em, có người đã theo tôi từ lúc phất cờ chống giặc ở Sài Gòn, Giàm Cỏ, Tân An. Có người từ Rạch Giá tới. Chúng ta đã làm hết sức mình để cứu dân, cứu nước. Nhưng có lẽ nước Nam đang hồi giận biển, mọi cố gắng của chúng ta đều không vượt qua được số trời đã định. Cho nên hôm nay, qua nhiều đêm suy nghĩ mỗi lẽ, giặc chỉ muốn bắt tôi thôi. Tôi quyết sẽ nộp mình cho giặc để cứu dân, cứu anh em mình. Giặc đã cam kết không trả thù các anh em. Mọi người sẽ trở về sum họp với gia đình để tìm phương kế làm ăn, chờ đợi thời cơ. Trước sau thì lũ giặc Tây Dương cũng sẽ bị dân Nam ta đánh đuổi ra khỏi nước Nam. Anh em hãy nhớ lời tôi nói. Anh hai, đừng đi. Anh em mình sống chết có nhau. Thà đánh tới người cuối cùng rồi cùng chết với nhau luôn anh hai ơi. Anh hai giết anh đi rồi để nộp mình cho giặc. Anh hai. Chúng ta đừng làm việc lộng anh hai trong lúc này. Chúng tôi phải làm gì khi anh đi rồi? Anh hãy lo cho anh em trở về sum họp gia đình. Còn ai muốn ở lại đây thì cũng thu xếp cho anh em. Tôi không còn ai, tôi sẽ ở lại đây. Anh hai cứ yên tâm mà đi. Anh em mình rồi sẽ gặp nhau mà. Anh em sẽ không bao giờ quên anh. Đất nước, nhân dân cũng không quên anh đâu anh hai. Thầy có trời đất, lòng của Trực này lúc nào cũng ở bên cạnh anh em. Ta sẽ gặp nhau.
Tôi đã nói với ông, hắn là người biết trọng danh dự mà. Anh hai à, có lẽ em sẽ ở lại đảo với anh Tư học và anh hai Nhượng. Sao em không về Tân An? Em không muốn thấy mặt bọn Phú Lan xa. Đời anh coi như hết rồi. Tương lai nước Nam trông chờ vào lớp trẻ như em. Đời mình không đuổi được giặc thì lớp con cháu sẽ làm được điều đó. Em chọn con đường ở lại đảo là rất đúng. Anh tin ở em. Anh hai, anh hai. Chúng ta đã 6-7 năm trời rồi không gặp. Lính đâu? Để rồi. Sebat. Xin mời anh cạn ly. Khoan. Cũng được. Không sao. Anh thay đổi nhiều quá. Từ lâu người Phú Lan Sa họ rất ngưỡng mộ anh. Nếu anh chịu về hợp tác với họ, anh sẽ có quyền cao chức trọng hơn tôi nhiều. Bất tài như tôi mà họ còn phong chức lãnh binh, huống chi là anh. Anh nghĩ sao hả? Tôi đang cần họ phong cho một cái chức đây. Anh muốn chức gì? Người Phú Lan Sa họ sẽ chấp nhận đối với người tài như anh. Chức chặt đầu tay. Nếu có chức chặt đầu tay thì tôi nhận. Cảm ơn ông đã giữ lời hứa thả hết dân, không trả thù những anh em theo tôi. Tôi chỉ còn mẹ già, mong các ông sẽ thả bà. Đừng bắt bà phải làm những việc mà bà không muốn. Được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Bác Hai sẽ gặp đại anh khi chúng ta về đặt giá. Còn việc hợp tác, tôi ra đây nộp mình cho ông, không phải để kiếm chức tước lợi danh, mà để cứu dân, cứu anh em theo tôi. Nay mục đích đó đã đạt rồi. Ông hãy nói với người Phú Lan Sa, giết tôi càng sớm càng tốt. Đâu có chuyện đó đâu anh hai. Người Phú Lan Sa họ không thành kiến quá khứ, cho nên anh có đốt 5-7 cái đồn như đồn Sơn Đá vừa rồi, mà nếu anh chịu hợp tác với họ, họ cũng sẽ bỏ qua. Bởi vì trong con mắt họ, anh luôn là một tướng tài. Anh chưa thua họ một trận nào ở cái đất Nam Kỳ Lục Tỉnh này. Thôi, anh cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lính. Bà hai, mời bà dậy dùng cơm. Cảm ơn chú, tôi không đói. Bà cố gắng ăn một miếng đi, cho có sức khỏe. Mấy hôm nay con thấy bà ốm lắm rồi đó. À, bà hai ăn đi, con sẽ báo cho bà một tin vui lắm. Thì chú nói đi. Không, bà phải ăn đi, rồi con mới nói cho bà nghe. Thôi được, tôi ăn cho chú nói. Tin gì? Chú nói đi. Dạ, nhưng bà phải thật sự bình tĩnh nha. Bà hai, bà sắp được gặp lại người con anh hùng của bà rồi đó. Trời, chú nói sao? Tôi sắp gặp con trai tôi. Dạ. Ừ. Chú có nói giỡn không đó? Dạ, con nói thiệt mà bà. Hồi sáng này á, con nghe ông đội sếp á nói với mấy người lính trực trước cửa là ông Trực á đã ra nộp mình cho ông lãnh binh Tấn ở Phú Quốc. Trời. Trực, sao con làm vậy hả Trực? Con làm vậy là con giết má rồi Trực.
Thưa đô đốc, tướng Trực đã được giải về Sài Gòn theo lệnh của ngài. Hiện bị giam ở khám lớn. Ta sẽ xử trí ông ta thế nào thưa đô đốc? Công việc thuyết phục hắn cộng tác với ta kết quả ra sao rồi? Ngoài lãnh binh Tấn, đã có một số hương chức gặp gỡ ông ta, nhưng chưa có kết quả thưa ngài. Đó là một viên tướng có tài. Nếu ta thuyết phục được mà dùng, sẽ có ảnh hưởng lớn đối với dân chúng. Và những nhóm phiến loạn khác cũng mất tinh thần. Còn nếu không được thì phải giết lập tức. Rất tiếc không có cách nào khác. Ông đã cho thẩm vấn chưa? Định sáng mai sẽ giao cho Piquet trực tiếp hỏi cung thưa ngài. Tốt lắm, cứ thế mà làm. Loại được tướng Trực, ta có thể yên tâm tổ chức cai trị ở đất Nam Kỳ này rồi. Thế sự du du, nại lão hà. Vô cùng thiên địa, nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu, thành công dị. Sự khứ anh hùng, ẩm hận đa. Trí chủ hữu hoài, phù địa trục. Tỷ binh vô lộ, giảng thiên hà. Quốc cừu dị báo đầu tiên bạch. Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma. Xin chào chỉ huy. Đại quý, ta sắp giao cho một công việc rất quan trọng. Đó là thẩm vấn tướng Nguyễn Trung Trực, kẻ đã đốt tàu Esperance và hạ thành Rạch Giá. Từ lời khai của ông ta, biên bản ghi phải được chỉnh lý sửa đổi có lợi cho quân đội Pháp, hạ thấp uy tín của viên tướng bướng bỉnh bất trị, vốn có ảnh hưởng với dân chúng Nam Kỳ. Tôi nhớ thưa đại tá. Chúc ông thành công. Pour quelle raison avez-vous attaqué Randia? Nguyên cớ nào ông tấn công Rạch Giá? Sự tàn ác của quân Phú Lan Sa đối với dân chúng Rạch Giá là nguyên cớ chủ yếu cho việc tấn công của tôi. La cour de Wei a-t-elle envoyé au sud un officier pour ordonner d'attaquer Randia? Thưa ông, triều đình Huế có phái vị quan nào vào Nam ra lệnh cho ông để tấn công Rạch Giá hay không? Tôi đã từ chức thành thủ úy của triều đình để phản đối việc cắt đất giao thành cho quân Phú Lan Sa. Tôi chỉ huy tấn công Rạch Giá dưới tư cách một người yêu nước, chứ không có lệnh của triều đình nào hết. Qui a pris la décision d'attaquer Rạch Giá? Thưa ông, ai quyết định tấn công Rạch Giá? Dân chúng Rạch Giá. Chính họ đã bị quân Phú Lan Sa đàn áp dã man, cướp của giết người khi chiếm đóng. Lòng thôi thúc trả thù cho họ khiến tôi quyết định tấn công. Quelles étaient vos armes? Thưa ông có thứ vũ khí gì? Tôi chỉ có gươm, giáo, mã tấu. Avez-vous su que les officiers français étaient prévenus ou non? Thưa ông có biết các sĩ quan Pháp đã được báo trước không? Có một ông huyện đã báo, nhưng các sĩ quan Phú Lan Sa không tin. Họ vẫn ngủ yên và không tổ chức phòng thủ đặc biệt nào. Mais les officiers français ne l'ont pas cru. Lúc bị tấn công là khoảng 4 giờ sáng, và đêm tối dày đặc vì mưa khiến họ càng mất cảnh giác. Y avait-il des soldats français qui montaient la garde? Thưa ông, những lính Phú Lan Sa có họp lại để tự vệ không? Có, khoảng 10 người tự vệ trong 1 giờ. Nhưng chúng tôi dây bức quá, họ không kịp nạp đạn 3 lần. Combien de soldats français ont-ils pu s'échapper? Thưa ông, có mấy người lính Phú Lan Sa thoát khỏi thành? 5, nhưng bị bắt lại trong buổi sáng.
Hai người muốn kháng cự đã bị hạ sát. Còn ba người kia bị giam tại nhà làng cùng với các viên chức, những người thông ngôn trong tòa bố và những người thương chúa giáo theo Phú Lan Sa. Pourquoi avez-vous donné l'ordre de tuer? Tại sao ông ra lệnh giết họ? Không phải tôi, và tôi không bao giờ muốn làm vậy. Khi tôi hay tình quân Phú Lan Sa tới tái chiếm đồ, tôi ra cản chỉ huy chống lại. Tôi để ông Lâm Quang Kỳ phó chỉ huy, có một cai tổng địch giá thay tôi. Trong lúc vắng tôi và không có lệnh tôi, ông Kỳ với quyền chỉ huy của mình đã hạ sát những người mà ông ta cho là phạm tội ác. Vậy là có ba người lính Phố Lan Sa và một số người khác bị giết. Khi tôi trở lại địch giá thì cuộc hành quyết đã gần kết thúc. Sắp đến lượt anh thông ngôn chôm, tôi ra lệnh phóng thích chôm và rút đi Hồng Châu. Có phải tôi đã cứu ông khỏi bị giết không? Thưa, đúng vậy. Ông hãy dùng ảnh hưởng của ông và sự có mặt của ông ngày hôm nay, xin cho tôi được chết ngay. Thưa, thưa ông không thể, tôi không thể làm việc đó được. Đưa cho một người ơn đã cứu mạng tôi, là ân nhân của tôi. Pourquoi avez-vous donné l'ordre de tuer le receveur des taxes d'opium? Thưa ông, tại sao ông cho giết nhân viên sở thu thuế nhà phiến? Hắn đã ra tay trước, giết 3-4 người dân tôi. Tôi không thể tha thứ cho tội ác đó. Étant un militaire de grade, pourquoi avez-vous écouté des hommes malhonnêtes tels que Kang Kao, le maire de commune Liu et les deux femmes nommées Diu et Dao? Thưa ông, người mang cấp bậc cao như ông mà nghe theo lời xúi dục có hành tung xấu như Quảng Cầu, Xã Lý và hai người phụ nữ, bà Điều, bà Đỏ. Đó là những người yêu nước, chứ không phải có hành tung xấu như ông nói. Comment on vous a appelé en 1861? Thưa ông, hồi năm 1861, hình như ông mang tên khác, chức vụ khác. Quản lịch, chính tôi đã cho nổ chiếc tàu ở Giàm Nhật Tảo. Sau đó, tôi ra quế nhậm chức quản cơ. Vài năm sau, tôi được bổ nhậm chức thành thủ úy Hà Tiên, như ông đã biết. Vous avez encore quelque chose à dire? Thưa, ông còn muốn nói thêm điều gì không? Tôi là một người yêu nước, đã chống lại cuộc xâm lược của Phú Lan Sa từ trận đánh ở Chí Hòa Sài Gòn cho đến khi ra đảo Phú Quốc. Tôi nói rõ rằng tự tôi đến nộp mình cho lãnh Bình Tấn, vì khi ra đảo hắn đã bắt dân chúng tập trung lại một chỗ hành hạ dã man. Quân Lan Sa lại hèn hạ bắt giam mẹ tôi, gây sức ép với tôi. Hắn lại viết thư kêu gọi nếu tôi đầu hàng thì sẽ thả hết dân, thả mẹ tôi và sẽ không trả thù những nghĩa quân đã theo tôi. Tôi chịu nộp mình cho Tấn, chính vì những điều kiện đó, nếu tôi tiếp tục chiến đấu, Tấn sẽ không bắt được tôi dễ dàng như vậy. Tôi quá hiểu về con người của Tấn. Dân Nam chúng tôi không thiếu những người yêu nước. Tiếc rằng triều đình Huế đã không hiểu được điều đó. Ngày nay số phận tôi đã an bài. Tôi đã không thành công trong việc cứu nguy nước tôi. Tôi chỉ xin một điều, là hãy kết liễu đời tôi càng nhanh càng tốt. Mais si les Français n'ont pas de préjugés concernant votre passé, accepterez-vous de travailler pour eux? Thưa ông, nếu người Lan Sa không có thành kiến về quá khứ của ông, ông có hợp tác với họ không? Tôi đã trả lời câu hỏi này nhiều lần, là không. Notre entretien se termine ici. Je vais transmettre vos vœux à mes supérieurs. C'est à eux de les examiner. Thưa ông, cuộc nói chuyện đến đây kết thúc. Chúng tôi sẽ chuyển nguyện vọng của ông lên cấp trên giải quyết. Cela ne va pas sur rapport. Như thế này là chưa được.
Phải chỉnh lý lại ngôn từ để người khác đọc thấy tên trực như một kẻ đầu hàng trước sức mạnh của quân đội Pháp. Rõ chưa? Xin tuân lệnh thưa đô đốc. Ta sẽ xử lý ra sao khi tên trực khăng khăng không chịu hợp tác với chúng ta? Chúng ta không thể tha thứ cho một kẻ một lúc đã hạ sát 30 người Pháp, trong đó có 5 sĩ quan trong một trận đánh đồn. Hắn sẽ phải bị hành quyết ngay nơi hắn đã hạ sát người Pháp ở Rạch Giá. Dân, thưa đô đốc. Bà con Tà Niên ta không bao giờ quên ông Trực, người đã trả thù cho dân chúng Rạch Giá bị lũ Tây Dương giết hại. Nay ông Trực bị thọ nạn tử hình, bà con mình phải tỏ lòng biết ơn sao đây? Phải là bàn thờ thọ ông Trực và các nữ quân gì nước. Chúng ta phải cầu siêu cho ông Trực. Phải đó, phải mời thầy sư về cầu siêu cho ông Trực với các nữ quân gì nước. Tôi muốn bà con mình dệt chiếu trải trên đường ra pháp trường, để ông Trực đi trên đó mà nhớ bà con Tà Niên mình. Bà con thấy có được không? Ta cải chiến người trải lòng dân Tà Niên, quý mến người anh hùng dị quốc dông thân. Thôi, ta về dịch chiếu đi, kẻo không kịp. Cụ đã hay tin gì về ông Trực chưa? Tôi cũng có nghe, mà không biết có đúng như vậy không. Cụ nghe thế nào? Bọn Tây Dương đã kết án tử hình Trực tại Sài Gòn, rồi đưa về Rạch Giá để hành quyết. Nếu tin đó là đúng thì là một thiệt thòi lớn cho nước Nam. Trực là người anh hùng vì dân, vì nước, mà hai chiến công của ông ta ở Nhật Tảo và Rạch Giá sẽ mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Sáng hôm qua có một bệnh nhân đến lấy thuốc, cũng báo tôi một tin đúng như cụ nói, vì ông ta có đứa con làm lính canh cục báo cho ông biết. Dân Rạch Giá nhiều người đã khóc khi hay tin này. Đời người ai ai cũng một lần chết, đó là quy luật của tạo hóa. Người thường chết là hết, nhưng với người anh hùng, cái chết sẽ hóa thành bất tử. Họ sống mãi với non sông, sống mãi trong lòng dân tộc. Trực chính là một con người như vậy. Tôi cũng có may mắn được gặp Trực nhiều lần trước khi đánh thành Sơn Đá. Đó là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên về một con người trung hiếu, dạng cả đôi đường. Aujourd'hui, le verdict sera mis en exécution. Vous avez le droit d'exprimer vos vœux qui seront accordés sans condition. Oui. Thưa ông, bản án sẽ được thi hành. Trong giờ phút này, ông được ưu tiên bày tỏ nguyện vọng của mình và sẽ được chấp nhận vô điều kiện. Tôi mong được mấy điều. Một là các ông cho dân chúng đến pháp trường để tôi được nói lời chào họ, những người tôi yêu quý nhất. Hai là tôi được mặc quốc phục An Nam, khăn đóng áo dài màu đen. Đó là trang phục mà người dân Nam mặc trong những ngày lễ hội lớn của dân tộc. Chỉ có vậy thôi. Vos vœux seront exaucés. Oui. Au revoir. Oui, monsieur. Thưa ông, ông có muốn nhắn gửi gì thêm nữa không? Cảm ơn ông. Tôi không có gì để nói nữa hết. Bọn tôi, trưa rồi còn ngủ hả? Trời, cái thằng sâu rượu này, kêu nó không nghe. Mày kêu nó dậy coi. Mẹ cha mày, thằng nào đánh tao đau quá mày. Dạ, thầy, dạ, con không biết thầy, dạ, con xin lỗi thầy, con tưởng thằng nào đánh con, dạ, con lạy thầy. Mãi cái gì? Nè, bọn tư, có chuyện cho mày làm rồi nè. Dạ, chuyện gì thầy cái? Bọn thì có chuyện gì nữa đâu, ngoài chuyện chém đầu tử tù. Chém ai vậy thầy cái? Chém đầu ông Nguyễn Trung Trực,
Dạ 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 thôi, con không dám đâu, con không dám giết ổng đâu. Dạ con lạy mấy thầy mà, con không dám giết ổng đâu. Dạ. Mày không dám chém thì ai dám chém? Mấy ông lính của thầy cai đâu? Không thằng nào chịu hết, nên tao mới tìm tới mày. Không không không, tôi không dám làm đâu. Tôi không dám chém đầu ổng đâu, tôi lạy các thầy mà. Bây giờ mày có chịu làm không? Vợ con mày đã bị quan trên giữ. Tao nói cho mày biết, nếu mày mà không chịu làm thì mày và vợ con mày sẽ bị ở tù suốt đời. Tùy mày chọn đó. À, lần này mày mà chém, quan lớn sẽ thưởng cho mày khá hơn lần trước đó. Sao? Mày có chịu không? Với thầy cai, nói nếu con không chém thì vợ con ở tù. Con có dám không chịu đâu. Vậy là mày chịu chém rồi phải không? Sáng mai là phải làm rồi đó, nghe chưa? Cái này là tiền thưởng ứng trước. Nè. Nhưng vợ con tôi đâu? Mày yên tâm đi, làm xong nhiệm vụ này, vợ con mày sẽ được thả về nhà. Thôi, đi tụi bay. Demandez-lui. Thưa ông, ông có yêu cầu gì lần cuối cùng này không? Tôi muốn có đôi lời với đồng bào tôi. Il veut parler avec son peuple. Oui. Đồng ý. Hãy tháo gông cho ông ta. Bà con, cách đây mấy trăm năm, cụ Ức Trai Nguyễn Trãi có nói:
giận nước, có lúc thịnh lúc suy, nhưng hào kiệt thời nào cũng có. Nước Nam ta đang hồi giật Mỹ nên lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Bao nhiêu anh hùng nghĩa sĩ đã đứng lên chiến đấu để cứu nước, cứu nhà. Nhưng có lẽ do mệnh trời đã định khiến cho các cuộc chiến đấu đều thất bại. Họ đành ngậm hờn nơi chín suối. Nhưng càng khôn bỉ rồi lại thái, nhật nguyệt mờ rồi lại trong. Nước Nam ta nhất định sẽ có ngày lớp lớp cháu con đứng lên đánh đuổi kẻ thù, giành lại non sông đất nước. Đó là một điều tôi tin chắc như vậy. Bởi vì người dân Nam ta mang dòng máu Lạc Hồng, không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ thù. Đời cha chưa đánh được thì đời con, đời cháu sẽ tiếp tục đánh, đến khi nào đuổi được giặc mới thôi. Tôi có thể nói rằng chừng nào cỏ nước Nam này hết mọc thì mới hết người Nam chống Tây. Kính thưa bà con, tôi xin đọc bài thơ bày tỏ tâm sự của tôi gửi lại bà con, những người đã cưu mang đùm bọc giúp đỡ tôi và anh em nghĩa quân trong những lúc khó khăn gian khổ. Tôi xin mang nặng ơn này về nơi chín suối. Thư kiếm Tùng Nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu Long Tuyền, anh hùng nhược gỗ vô dung địa, bảo hận thâm cừu bất đái thiên. Một lần nữa xin cảm ơn đồng bào đã đến tiễn biệt tôi. Xin vĩnh biệt. Cô lại ông, xin ông tha tội vì hoàn cảnh nên không phải làm chuyện thất đức này. Cô lại ông. Từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy được chuyện này. Tên Đao Phủ quỳ lại người bị xử án, hắn còn tỏ vẻ. Nhưng càng khôn bỉ rồi lại thái, nhật nguyệt mờ rồi lại trong. Nước Nam ta nhất định sẽ có ngày lớp lớp cháu con đứng lên đánh đuổi kẻ thù, giành lại non sông đất nước. Đó là một điều tôi tin chắc như vậy. Bởi vì người dân Nam ta mang dòng máu Lạc Hồng, không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ thù. Đời cha chưa đánh được thì đời con, đời cháu sẽ tiếp tục đánh, đến khi nào đuổi được giặc mới thôi. Tôi có thể nói rằng chừng nào cỏ nước Nam này hết mọc thì mới hết người Nam chống Tây. Kính thưa bà con, tôi xin đọc bài thơ bày tỏ tâm sự của tôi gửi lại bà con, những người đã cưu mang đùm bọc giúp đỡ tôi và anh em nghĩa quân trong những lúc khó khăn gian khổ. Tôi xin mang nặng ơn này về nơi chín suối. Thư kiếm Tùng Nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu Long Tuyền, anh hùng nhược gỗ vô dung địa, bảo hận thâm cừu bất đái thiên. Một lần nữa xin cảm ơn đồng bào đã đến tiễn biệt tôi. Xin vĩnh biệt.
Cô lạy ông, xin ông tha tội vì hoàn cảnh nên không phải làm chuyện thất đức này. Cô lạy ông. Từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới thấy được chuyện này. Tên Đao Phủ quỳ lại, người bị xử án. Hắn còn tỏ vẻ run sợ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.